Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Euro 89. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục lên một lít đồ cho anh em nhé. Hôm nay về sẽ được hai mã kính Ray-Ban anh em ạ, sẽ là hai mã kính khá là ngon anh em nhé. Một con mắt chuồn nhưng mà dòng VIP anh em nhé, và một con mắt bầu dục anh em ạ. Dòng này thì nói chung là nó là dòng gọi là cũng khá là cao cấp, với chồng gọi là chồng polyester anh em nhé, chồng này chồng phân cực. Tí nữa mình sẽ test ở ngay cái thẻ phân cực cho anh em xem. Đấy, nó sẽ khác biệt bọt hoàn toàn so với những chồng khác. Và đây sẽ là một cái đống đồ anh em nhé, một cái đống phụ kiện tai nghe này, túi da này, và sẽ bao gồm hai bộ dàn mini, sẽ là một cái mã đến từ JVC S3, con này là con màng gỗ anh em nhé. Và bên này sẽ là bộ Onkyo V5 anh em ạ, đi kèm cặp loa VIP V7 anh em nhé. Để bắt đầu vào video thì em lưu ý một chút là số điện thoại của mình và em Sơn vẫn đang ở góc trái mình đây. Số điện thoại của mình là 0976663776. Số điện thoại của Sơn ở ngay bên cạnh là 0933332183 anh em nhé. Anh em quan tâm đến bất kỳ sản phẩm nào thì có thể alo cho mình hoặc Sơn để biết thêm chi tiết về sản phẩm. Để đi vào những cái sản phẩm đầu tiên thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em đến hai con kính Ray-Ban trước anh em nhé. Thì cái chồng kính đầu tiên thì nó sẽ là cái chồng Ray-Ban anh em ạ. Con này thì xin thưa anh em, về là nó về chỉ có kính thôi, cái hộp này là hộp tặng kèm anh em nhé. Hộp mình tặng kèm cho anh em thôi. Con này thì gọng toàn bộ mạ vàng hết anh em nhé, mạ vàng theo dạng lì tất này. Và con này thì nó sẽ đắt hơn dòng gọng chuồn anh em nhé. Em lưu ý một chút là trong dòng kính Ray-Ban thì gọng chuồn là cái gọng gọi là rẻ tiền nhất anh em nhé, nhưng mà nó thông dụng nhất, tại vì nó rẻ tiền nên nó thông dụng, nên anh em mình thường sẽ bắt gặp những con kính Ray-Ban mắt chuồn là sẽ là nhiều nhất. Nên anh em mình nhiều lúc cứ định hình là Ray-Ban nó phải mắt chuồn, nhưng không phải anh em ạ. Gọng nhựa, gọng bầu dục, gọng vuông đều có hết anh em nhé. Và đây là một trong số những cái dòng gọng bầu dục rất đẹp anh em ạ, mà con này nó gọng nó sang hơn hẳn con kia anh em nhé. Con này thì xin đưa với anh em mắt phủ dầu này anh em này, mắt phủ dầu một mặt nhá, mặt trong nhá. Bên ngoài thì nó sẽ là, à, anh em nhìn vào nó sẽ rất là bình thường, như một chồng dâm thông thường thôi anh em ạ. Đây, Ray-Ban sẽ là Ray-Ban P, tức là Ray-Ban dòng mắt polyester anh em nhé. Polyester tí nữa mình sẽ test cho anh em. Bên này nó sẽ là logo Ray-Ban in chìm này. Đấy. Tiếp đến phần in ở trên thân kính này, thì con này nó dòng đời cao, nó sẽ là in chứ nó không phải khắc chìm anh em nhé. Anh em nhìn này, made in USA, con này của Mỹ anh em nhé. Đấy, polyester này, đây này. À, anh em nhìn nó ghi cái chữ polyester trên này luôn anh em nhé, Ray-Ban này. Đấy, mặt bên này thì sao? Bên này thì con này nó sẽ có hơi khó để nhỉ. Đây. Con này nó sẽ là cái chồng Ray-Ban. Đây đây, để anh em chờ chút nhé. Ray-Ban Avanter Laser Lego Metal anh em nhé. Lego Metal size kính sẽ là size 56-18 anh em nhé. 56-18 với cho anh em. Và tất cả các cái phần này em nhìn này, ve kính này đều dập chìm chữ Ray-Ban hết trong này anh em nhé. Ray-Ban hết đúng chưa? Cái phần chuôi kính con này nó rất là giản dị anh em nhìn này, trong suốt luôn anh em ạ. Nó rất giản dị luôn. Con này là một trong số những mã hàng VIP anh em nhé. Và cái chồng polyester thì sao? Ví dụ như anh em mình nhìn cái thẻ này nhá. Rồi, đúng không? Cái phần này nó không nhìn thấy gì đúng không? Phần mờ này. Quang kính phân cực này anh em mình nhìn thấy không? Đấy anh em nhìn hình con cá. Đấy. Anh em nhìn này, hình con cá nó rõ này đấy, anh em thấy không? Đấy. Ok chưa? Lên điện thoại của mình nó sẽ hơi khó nhìn một chút anh em nhé. Đấy, anh em nhìn này, ra con cá mất nhá. Vào kính con cá nhìn thấy không? Đấy. Thì đấy là chồng phân cực anh em nhé. Đấy. Và những con chồng mà nó không phân cực như ở Ray-Ban thông thường thì nó sẽ không thể nào nhìn như vậy được anh em ạ. Con phân cực này nó giúp anh em mình nhìn mắt, nó sẽ nó sẽ chống được cái trường hợp anh em mình mỏi mắt, và cái tia tử ngoại vào mắt anh em mình sẽ cực kỳ ít luôn. Cái dòng này, con mắt này là một trong số những cái dòng VIP anh em nhé. Con này khá là đắt, con này thì ở bên hãng nó đang bán con này nó rơi vào khoảng tầm 6.800.000 anh em ạ. Còn kính VIP này, và hiện tại thì kính của em Tuấn để cho anh em cực kỳ rẻ luôn, con này chỉ có 2.8 thôi anh em nhé, 2.800.000 con này với cho anh em. Và hiện tại mình chỉ có một con duy nhất mã này thôi anh em nhé, một con duy nhất xin được anh em. Đấy, 2.8 cho con này, hàng hãng sẽ là 6.800.000, và anh em mình về nó sẽ không có hộp thôi, không có khăn lau kính các thứ, nhưng mà anh em mình bù lại anh em mình sẽ được rẻ khoảng tầm 4.000 đúng không? Một con tiền quá lớn luôn anh em ạ. Con này, hàng này mình về đấu giá về đã rất là cao rồi anh em nhé. Hàng con này về thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2.5 triệu rồi. Đấy, mình chỉ có được tầm 300.000 tiền công với anh em, công đấu giá với cái kính này thôi anh em nhé, 2.800.000. Tiếp đến đây thì sao? Đây sẽ là một con Ray-Ban dòng mắt chuồn anh em nhé. Và đây là dòng hiện đại, anh em sẽ nhìn thấy cái phần gọng kính của nó này. Anh em nhìn thấy không? Gọng này. Đấy, Ray-Ban này, gọng nó cực kỳ đẹp luôn. Con này thì cả nam và nữ đều đeo được anh em nhé. Bên trong nhìn ra anh em sẽ nhìn thấy nó kiểu màu trà, nhưng bên ngoài nhìn vào anh em sẽ nhìn thấy nó phủ dầu xanh đét là đẹp này, anh em thấy không? Xanh đét đẹp luôn. Đấy. Phần chuôi kính. Muốn ơi.
Rồi xin thưa anh em, xin lỗi anh em nhé, vừa có ngắt quãng một chút tại vì là nhà có khách anh em ạ. Thì giới thiệu tiếp con kính này, thì nó là một trong số những cái dòng kính hiện đại anh em nhé. Con này thì nó sẽ được in cái series kính ngay trên thân này anh em nhìn này, RB này 8307 này. Đấy, size kính sẽ là 5814 3N anh em nhé. Chữ Ray-Ban anh em nhìn nhé. Nó là được cái logo dán nổi luôn anh em ạ, logo dán nổi anh em nhé. Bên này cũng vậy này. Đấy, ok chưa? Và con này thì chỗ này nó sẽ có là made in Italy anh em nhé, in phần thân này made in Italy, bây giờ. Và con kính này thì đeo cực kỳ ôm mặt luôn, nó là một trong số những dòng kính phải nói là hiện đại và rất đẹp anh em nhé, mình khẳng định luôn, đeo con này vào rất đẹp luôn, tôn mặt toàn bộ là sẽ được mạ vàng hết và mạ nó cực kỳ dày luôn anh em ạ, mạ cực kỳ dày anh em nhé. Con này ở dưới này thì nó sẽ khác này anh em nhìn nhá, Ray-Ban anh em ạ, nó khác Ray-Ban, size kính là 5814 anh em nhé, 5814. Đấy, và ve kính này RB anh em nhé, RB dập chìm này, bên trong này RB đây nữa này anh em này. Nói chung con tính này nét anh em ạ. Và giá hiện tại cho con này thì anh em biết mình để giá cho anh em bao nhiêu, ngã cây luôn anh em ạ. Này, Ray-Ban logo nhá, đây là logo Ray-Ban nhá. Đấy, và tiếp đến bên này nó sẽ là chữ RB in chìm nhá anh em nhìn đâu. Giá hiện tại con này thì chỉ có 2 củ tròn thôi anh em ạ, 2 triệu tròn cho con kính này anh em nhá. Con này thì nó đắt hơn con tròng kính gọi là mắt chuồn thông thường một tí thôi anh em ạ. Tại vì giá xuất xưởng con này ở giá mà nó bán ra cho con này thì khá là cao rồi. Con này tầm hơn 5 đồng anh em nhé, hơn 5 đồng. Giá hiện tại mình để đúng 2 cục luôn anh em nhé. Con này tròng không phân cực, không phân cực nên anh em mình sẽ không nhìn được cái này anh em nhé. Đây anh em nhìn này. Không phân cực anh em mình sẽ không nhìn được đâu. Đấy, qua con kính này thì nó vẫn là không nhìn thấy con cá đâu anh em nhé. Thấy chưa? Kính phân cực vừa nãy mới nhìn được. Con phân cực thì đắt hơn 2,8 triệu. Con này chỉ có 2 củ thôi anh em nhé. Mắt chuồn 2 củ với cho anh em. Tại vì dòng này là mắt chuồn dòng VIP đây anh em nhá. VIP của mắt chuồn. Rồi. Tiếp đến đây thì xin thưa với anh em sẽ là cái gì? Tiếp đến đây thì sẽ thời trang tiếp đi. Sẽ là một con túi anh em nhá. Con này nó sẽ là con anh em nhìn thấy con biết anh em biết thương hiệu gì không? Đấy, con này nó được cái bao đựng này. Bên ngoài này nó sẽ là thương hiệu gì đây anh em? Gucci anh em nhá. Gucci made in Italy anh em ạ. Đấy. Nhưng mà con này nó là hàng fake anh em nhá. Fake thôi, tại vì con này là mình mua từ Nhật về, nhưng mà mình khẳng định với anh em là nó làm rất là đẹp. Anh em mình nếu mà anh em mình chơi những cái dòng túi clutch này, anh em sẽ biết là đây là một con clutch mà bằng da thật tất anh em nhé. Con này là tuy nó là hàng fake nhưng mà da thật toàn bộ luôn, rất đẹp luôn. Chất da cực kỳ mềm và mịn anh em ạ. Chất da đẹp. Cái khóa này đều in là Gucci made in Italy tất anh em nhé. Đấy, kéo khóa này. Anh em nhìn này, các cái lớp lót bên trong nó làm. Phải nói là nhiều lúc mà mình cảm giác nếu như mình không bảo hàng fake thì anh em không thể nào biết được con clutch này là hàng fake luôn anh em nhá. Đấy, logo Gucci là cái phần da bên trên này nó cũng là da thật dập vân anh em nhá. Và nó là chữ Gucci in chìm hết anh em nhìn này, đẹp như thế này, đúng không? Và bên trên này khi anh em kéo ra này, bên trong này nó sẽ bao gồm cho anh em một cái dây đeo anh em nhá, dây đeo này để anh em móc vào chỗ nào, móc vào đây anh em ạ. Khi anh em mình móc vào đây thì nó sẽ tăng độ gọi là ăn chơi của con này luôn anh em nhá. Đấy, anh em mình sẽ có một con clutch có dây anh em nhá. Và khi mà cầm con clutch mà đúng là chuẩn US thì anh em mình sẽ mắc vào đây. Đó, anh em cầm cái này thì nó sẽ tránh trường hợp anh em bị giật anh em nhé. Và cảm giác là anh em mình sẽ uy tín hơn. Anh em ạ, cầm con này đẳng cấp luôn, bên trong này các cái ngăn để thẻ anh em nhìn này. Các lớp da nhé. Xin thưa với anh em, các lớp da này. Em nhìn này. Đúng không? Các lớp da này. Logo Gucci bên trong này anh em nhé, bằng nguyên một miếng da luôn. Quá là nét. Và giá con này hiện tại bây giờ bao nhiêu? Con này thì đợt này về cước rẻ rồi anh em ạ. Anh em mình sẽ mua được một con này rẻ hơn ông nào mua hôm trước ấy, thì sẽ bị thiệt mất là 49.000 anh em nhá. Hôm nay thì con này nó chỉ còn 950 thôi anh em ạ. Trước sẽ là 999.000 nhỉ. Thì con này bây giờ anh em nào mua sau sẽ được rẻ hơn anh em nhá. À, quên mất chưa đo kích thước anh em. Chờ một chút nhá. Nhiều anh em cứ thang không biết con clutch này nó kích thước như nào. Con này chiều dài sẽ được khoảng tầm 17 phân anh em nhá. Đấy, cao được 17 phân này. Ngang này. Ngang con này 26 phân anh em nhá. Bây giờ 26 phân. Đấy, kích thước nó rất là nét cho anh em như thế. Rồi. Tiếp đến đây nó sẽ là cái đống đồ gọi là linh tinh anh em ạ. Thì hôm nay mình về được một cái con gọi là con hút bụi xe ô tô anh em nhé. Con này thì thường để phục vụ hút bụi xe ô tô. Nhưng mà những cái không gian nhỏ hẹp hút bụi bàn học, hút bụi bàn làm việc anh em nhé. Chứ còn không phải phục vụ để anh em mình gọi là hút nhà hút điếc thì thôi. Con này để anh em đừng chơi anh em nhé. Con này nó hút gọi là hút bụi bàn làm việc và hút bụi cho xe ô tô thôi anh em nhé. Những cái không gian nhỏ thì nó sẽ cần con này. Con này đến từ cái thương hiệu Giang Di, nó là một trong số những cái thương hiệu con của thằng Xiaomi anh em nhé. Nó là thuộc trong hệ sinh thái của Xiaomi. Nên con này nó sẽ rất là ngon.
vacuum cleaner. Anh em nào đã chơi hàng Xiaomi sẽ biết rồi, là hàng Xiaomi nó cực kỳ ngon. Con này thì mình thấy ngon nên đợt trước mình đã mua về 1-2 chiếc mình bán cho anh em rồi, và hôm nay lại tiếp tục về anh em nhé. Hàng này thì mua tại store của bên Trung Quốc nên là nó sẽ kèm rất là cái thẻ khuyến mãi rất là nhiều anh em nhé. Mình mua gọi là sale ở bên Trung Quốc mà giá con này thì khá là cao, bên kia nó rơi vào tính tiền Việt nó cũng hơn 1 triệu rồi anh em ạ. Mình bán sẽ rẻ hơn bên nó anh em nhé. Các đầu hút này, dây sạc này, anh em thấy không, các đầu hút dây sạc này, bao gồm con này tặng kèm sẽ gồm 2 bộ màng lọc HEPA anh em nhé, 2 bộ màng lọc HEPA. Thế tức là anh em mình dùng cái bộ này thì mua có mấy trăm nghìn mà dùng mấy năm anh em ạ, tại vì mỗi cái màng lọc này bình thường phải dùng 1 năm mới phải thay cơ. Đây sẽ là cái con hút bụi của anh em mình, anh em nhá. Con này nó khá là nét. Để mình sẽ nhắc cho anh em xem. Đấy. Ok chưa? Đấy, anh em nhìn cái phần thân nó cầm nhá. Nó rất là gọn gà. Kích thước của nó chỉ khoảng tầm 25cm thôi. Anh em mình lắp cả đầu hút vào thì nó sẽ được khoảng tầm 30cm anh em ạ. 30 hoặc hơn một tí thôi. Đấy. Anh em mình sẽ con đầu này, ví dụ hút bụi anh em cắm vào đây này. Anh em nhá. Đây nó hút các khe ngóc ngách này. Đấy. Và con đầu hút tròn này. Một con đầu này là con đầu hút gọi là hút thảm này. Anh em mình sẽ đánh bụi lên nhá, cho nó bay bụi lên mà anh em mình hút. Đấy, cái đầu này nó có tác dụng để trải bụi, cho bốc bụi lên và bắt đầu hút nó đi. Với cho anh em. Đấy, còn cái đầu này là đầu hút ngách. Ví dụ như các rãnh cửa chẳng hạn, anh em mình có thể hút bằng cái này nhá. Rãnh cửa sổ thứ anh em để sử dụng con này để hút. Với chưa? Rãnh trên ô tô chẳng hạn sẽ hút con này. Đây anh em mình nhìn cái bầu hút của nó này. Anh em mình khi mà hút đầy bụi trong này rồi anh em mình tháo ra vệ sinh anh em nhá. Xong anh em mình nhét nó vào. Với chưa? Kích con này vào. Với chưa? Đấy, con này nó chỉ có duy nhất một đúc nguồn ở đây thôi và một cái chân sạc Type C ở đây anh em nhé. Mặt đằng này nó sẽ hút gió và hút đẩy gió ra ở mặt này. Đấy, màng lọc HEPA đây, động cơ con này hút khá là căng anh em nhé. Đấy, được hút con này thì không nhớ rõ là lực hút nó ghi bao nhiêu, mình không nhớ rõ, nhưng mà hút nó khá là ngon trong dòng mini rồi. Nói chung anh em review con này rất là nhiều, mình không nói lại nữa, mà quan trọng nhất là giá con này thì giá này đợt này về tốt hơn anh em nhé. 699.000 với anh em, mình sẽ hút thử cho anh em nhé. 699.000 này, lực hút cực kỳ mạnh em nhỉ. Đây nó có một cái van một chiều đây anh em nhé. Nó có một cái van một chiều trên này này. Đấy. Nếu khi anh em mình bấm hút nhá, bụi nó vào và khi không hút nữa thì nó sẽ thả ra. Anh em thấy không? Giống kiểu van cống một chiều ấy. Nó rơi. Đây là. Anh em nhìn này. Thấy không? Bét này đẹp luôn. Anh em thấy không? Ui hút cục này không? Đấy. À. Hút cái này làm gì còn bụi nữa đúng không? Nét đẹp luôn. Anh em nhé. 699.000 cho con này thôi. Về đợt này về được một con duy nhất anh em ạ. Một con duy nhất. Và tiếp đến đây thì nó sẽ là một con tai nghe anh em nhá. Con tai nghe này thì đến từ đâu? Con tai nghe này đến từ cái thương hiệu Soundcore của thằng Anker anh em ạ. Đấy. Và nó là hàng của Mỹ anh em nhá. Hàng này thì hàng Mỹ chuẩn đét đẹp đẹp. Hôm nọ ông nào bảo là hàng Mỹ thô à, thì tôi nhiều lúc comment ở trên video tôi thật các ông vô duyên hết sức. Người ta gọi là nói là không biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe, đúng không? Nói thật với anh em là bây giờ cái mà không thể nào nó nói linh tinh được, tại vì cái kiến thức ở bây giờ nó quá nhiều trên mạng rồi. Cái Google bây giờ nó là một cái để anh em mình tra kiến thức cực kỳ nhiều anh em nhé. Với một cái thương hiệu đấy anh em hoàn toàn để tra trên Google về những cái mã sản phẩm, tra thoải mái luôn anh em ạ. Đấy thì anh em biết được. Và những con hàng này của mình thì 100% là hàng cắp nách từ Mỹ về anh em nhé. Mình khẳng định 100% trên thị trường. Ở thị trường Việt Nam có thể những ông bán hàng trôi nổi nào thì mình không rõ, nhưng hàng của mình 100% là mình mua, gọi là mua cắp nách từ Mỹ về với cho anh em. Đấy, nên em hoàn toàn yên tâm về chất lượng con này. Mà hàng bên Mỹ thì nó sẽ có giá, ở bên Mỹ nó sẽ khá là cao anh em nhé. Anh em lưu ý một chút như thế, ví dụ như con này thì giá bên Mỹ nó rơi vào khoảng tầm 100, hơn 100 đô anh em nhé. 130 mấy đô, mình không nhớ rõ, nhưng mà hơn 100 đô. Đấy, anh em nào có thể lên những cái trang Amazon của Mỹ anh em mình xuất giá con này được anh em nhé. Thì cơ bản về con này thì hàng của nó nguyên siêu luôn anh em ạ. Và mình lần này mình sẽ cũng để nguyên siêu để bán cho anh em thôi, chứ mình cũng không bóc siêu nữa anh em nhé. Bóc siêu dài nó cũng thế thôi đúng không? Này anh em nhìn nhá, công nghệ con này sẽ bao gồm này. Đầu tiên là chế độ bắt up, tiếp đến là cái công nghệ hybrid ANC, tức là chống ồn chủ động, công nghệ kép anh em nhé. Khi anh em mình chụp con tai này vào thì gần như mọi thứ xung quanh nó tắt lịm luôn anh em ạ. Không cần quan tâm là bên quanh xung quanh có gì luôn với anh em. Tiếp đến là công nghệ Hi-Res Audio, tức là con này đã có cái giải mã chuẩn 32 bit tích hợp trong con chip ở trong này rồi anh em nhé. Thế anh em mình sẽ có một cái con mà tai nghe nhưng mà cái chế độ giải mã nó rất là cao, làm cho anh em mình có cái cảm giác nghe nhạc rất là cao cấp anh em nhé. Một thiết bị được chứng chỉ Hi-Res rồi thì rất là cao cấp luôn. Tiếp đến thì nó sẽ là nghe nhạc Playtime 40 giờ liên tục nếu như anh em bật cái chế độ gọi là chống ồn chủ động lên với anh em. Đấy. Và cái công nghệ Puro Bass này, No Noise này anh em nhé. Công nghệ đánh bass và không có độ ồn anh em ạ. Quá đẳng cấp luôn. Cái ứng dụng gọi là Soundcore, app Soundcore nhé, để kè về gọi là tùy chỉnh chế độ equalizer cho con này nó khoảng tầm 100 chế độ anh em ạ. Cực kỳ nhiều. Đấy. Đằng sau này anh em nhìn nhá,
Đây bên dưới này thì nó sẽ có các cái tiêu chuẩn này, Âu Mỹ, Nhật Hàn, Trung Quốc này, Nhật Bản này. Đấy, đủ hết ở đây, thấy chưa? Và tất nhiên con này nó vẫn sẽ made in China. Anh em nhớ, anh em lưu một chút là tất cả những con to đồ mà đồ đời cao chơi Bluetooth cả Mỹ, Nhật, Đức, châu Âu thì hầu như là 99% là made in China, mình khẳng định với anh em luôn. Anh em nhá. Chỉ có những cái sản phẩm may mặc thôi, không phải đồ điện tử thì mình có thể ở những quốc gia khác, Indonesia các kiểu. Đấy. Rồi, thì công nghệ con này thì anh em nhìn này, Hybrid Active Noise Cancel anh em nhé, tức là cái công nghệ chống ồn chủ động, công nghệ kép. Tiếp đến là công nghệ là sử dụng Dynamic Driver với công nghệ Thumbing Pad. Đường kính của cái màng loa anh em nhé, đường kính của củ loa sẽ là 4cm, 40mm, được chưa anh em? Đập cực căng, 2 red sound, cái chế độ âm thanh chuẩn 2 red này. Tiếp đến là sẽ 40 giờ nghe nhạc với công nghệ trợ với cái bật cái chống ồn chủ động lên, và 60 giờ chơi nhạc nếu mà anh em mình không bật chống ồn chủ động anh em nhé, 60 tiếng chơi. Sao có app này cài này, Custom Mi Equalizer, tức là anh em mình tùy chọn các chế độ equalizer anh em tùy chỉnh đấy. Transcript Mode này, tức là con này nó có cái chế độ là khi anh em mình đặt vào tai anh em nhé thì nó có cái chế độ tự động gọi là nhận diện thiết bị để nó nghe cho anh em mình nghe đấy anh em đấy. Và ngoài ra nó sẽ connect hai thiết bị anh em nhé. Đấy, có kết nối hai thiết bị với anh em, thấy chưa? Soundcore Q20 USB cap này, AUX cap này anh em nhá. Đây này, ứng dụng Soundcore trên Google Play và App Store, thấy chưa anh em? Anchor Information. Quá nét luôn. Và hiện tại con này thì giá bao nhiêu? Con này hiện tại bây giờ giá để vẫn như cũ cho anh em nhá. 1.380.000 Sơn nhỉ? 1.380 anh em nhá. Con này thì nói thật với anh em là mình bán gần như là nếu mà so với cả giá ở bên Mỹ mình mua ấy, tại vì mình mua nó rẻ anh em nhé, mình mua nó thì nó sẽ được sell up khoảng tầm 50-60% theo những cái đợt nó sell up ở bên Amazon của Mỹ, thì nó sẽ sell up được khoảng tầm 50-60%, và mình mua về thì mình kênh mỗi con khoảng tầm 200.000 thôi để chế độ bảo hành cho anh em thôi, 1.380.000 anh em nhé. Rồi, tiếp đến đây thì nó sẽ là hai bộ dàn mini, xin thưa với anh em. Cái con bộ dàn đầu tiên mình giới thiệu với anh em thì đây chính là một cái mã VIP của thằng JVC. Hôm trước rất nhiều anh em hỏi nhà còn bộ màng gỗ nào thì xin đưa với anh em, đây là một cái mã màng gỗ còn lại của cửa hàng anh em nhé. Tại vì đợt này màng gỗ ở bên Nhật mình cũng ít lười đấu giá lắm. Lười đấu giá lắm, tại vì cái màng gỗ này về nhiều lúc nó mất công dọn lắm anh em. Nó mất công, bây giờ thì nói thật với anh em màng gỗ nó không còn hot như ngày trước nữa rồi. Ngày trước nó hot thì về bán giá nào cũng được, chứ bây giờ về bán đấu giá thì cao mà về bán có lợi nhuận đâu anh em. Bán màng gỗ gần như là không lợi nhuận anh em nhé. Thế là anh em mình đừng hỏi màng gỗ nhiều làm gì, tại vì bán không lợi nhuận thì bán làm gì đúng không? Thà mình không về còn hơn. Mình về những cái mã này thì gần như là sẽ bán hòa anh em ạ. Đây, ví dụ như những con này thì đây chính là con JVC S3 anh em nhá. Đấy, S3 này thì nó có rất nhiều phiên bản màu trắng này, phiên bản màu gỗ hanh vàng này. Đấy, tiếp đến phiên bản màu đen, phiên bản màu nâu, thì đây là một trong số những cái phiên bản ít thấy trên thị trường anh em nhá. Con này là bản phiên bản mặt của nó sẽ là màu ánh vàng anh em ạ. Anh em nhìn này. Đấy, tổng thể mặt vàng nhá, trên lưng này vàng, và đây sẽ là mặt trắng này anh em nhìn này, mặt trước cái trắng. Con này thì tổng thể của nó khá là đẹp anh em ạ. Chức năng của con này sẽ bao gồm cái gì? Đầu tiên anh em sẽ nhìn thấy cái phần đốc con này nhá, nó làm thấp xuống chứ không như con S1 nữa. Đấy, S1 nó làm nhô lên thì con này làm thấp xuống. Con này sẽ đọc được iPod anh em nhé, chơi iPod bằng cái đốc này, còn không chơi thì anh em mình gập nó xuống, rất là đẹp đúng không? Tiếp đến là toàn bộ phím là sẽ chuyển lên trên này hết anh em ạ, toàn bộ phím sẽ chuyển lên trên này hết anh em nhé. Nó sẽ vào tắt nguồn này, CD, iPod, USB này, tuner này, dimmer này, các cái chức năng ở hết trên này, thấy chưa? Màn hình con này thì cực kỳ đẹp anh em nhé. Màn hình gọi là những con bọn S1, S2, S3 này thỉnh thoảng có con màn hình nó rất là mờ, nó rất là mờ. Con này màn hình rất đẹp cho anh em. Cái núm này cũng rất đẹp luôn anh em nhé. Bình thường núm về hay bị móp lắm, mà những cái con bị móp núm thì rất mất giá trị anh em ạ. Nó sẽ mất lỗ khoảng tầm, anh em nào mà về không may bị móp lúm thì gần như là bán lỗ anh em nhé. Nó mất khoảng tầm 1 triệu so với cả giá thông thường thôi. Đấy, CD con này đọc rất là ngon anh em nhé. Chạy dòng Massania gọi là sản xuất riêng cho kiểu bọn JVC và Kenwood, nên là nó đọc rất ngon luôn. Tiếp đến là cổng USB này, anh em mình có thể chơi nhạc trực tiếp được bộ nhớ USB. Kết nối điện thoại, máy tính, TV đầy đủ trên mã này luôn anh em nhé. Và cục này sẽ đánh mạch Class D, nó sẽ đánh khá là căng. Nhưng mà cái mạch rề nó thì sử dụng linh kiện cao cấp, nên là anh em mình sẽ có một cái con mà cái độ chi tiết cũng khá là cao anh em nhé. Bình thường anh em mình bảo Class D nó anh không hay, nhưng mà với những cái dòng màng gỗ thì nói thật với anh em là âm ly nó tinh chỉnh và cái độ chi tiết sạch sẽ trong phần Class D nó gần như là sạch sẽ như mạch Class A luôn anh em ạ, khá là sạch anh em nhé. Hay, cấu hình loa thì sao? Loa thì loa màng gỗ giới thiệu rất nhiều với anh em rồi đúng không? Rồi, anh em mình có thể để như thế này để học bàn, hoặc anh em mình có thể dựng như thế này. Với những anh em nào thích dựng thì anh em có thể dựng anh em nhé, dựng như này. Đấy, nhưng mà thường thì mình sẽ thích để như này hơn.
Tại vì để cái này nó sẽ độc đáo mà cái cục dàn nó sẽ bằng với mặt loa. Anh em mình sẽ để được vào cái học bàn của anh em mình rất đẹp luôn. Xin đưa với anh em. Con này thì thường là bọn màng gỗ nó là loa toàn giải. Thùng nó rất là sâu anh em nhé. Thùng này nó sẽ là thùng đúc và rất là sâu. Đấy. Con này thì chỉ được trang bị một con loa duy nhất anh em nhé. Chính là con loa màng gỗ đường kính là 8cm. Màng loa sẽ toàn bộ sẽ là bằng gỗ hết. Màng loa bằng gỗ này, núm bằng gỗ. Đấy. Gân loa sẽ bằng cao su zin. Và màng bằng gỗ này là gỗ gì? Xin đưa với anh em, nó sẽ là gỗ anh đào anh em nhé. Tẩm rượu sake cho nó mềm ra trong khoảng tầm 3 tháng này. Như hãng nó công bố là ngâm rượu sake trong 3 tháng. Đấy, cho những cái gỗ này, những cái gỗ được thái lát mỏng mà cho nó mềm ra, xong bắt đầu là nó sẽ được ra ngoài cuộn và dán lại để cho nó thành cố định cái màng loa này, được anh em. Nói chung là hơi cầu kỳ. Và cái công nghệ màng gỗ nó ra thì khá là đột phá anh em nhé. Bình thường thì trước đấy thì nó sẽ có cái màng carbon anh em ạ, màng carbon anh em mình hay thấy những cái con loa toàn giải của thằng Victor thời trước ấy, nó sẽ là màng carbon cũng nhỏ này carbon, nhưng mà nó không tối ưu được anh em ạ, tức giảm mít nó vẫn đuối anh em nhé, mít đuối mà bát nó không tái hiện đầy đủ như bọn màng gỗ ấy được. Khi ra bọn màng gỗ này thì gần như là tính đến bây giờ thì loa toàn giải địch nhất là màng gỗ rồi. Lời sáng này, mít dày này và bát còn gần như là khá là đầy đủ anh em nhé. Nó sẽ không thua gì những con loa gọi là hai đường tiếng đâu anh em ạ, không thua gì loa hai đường tiếng đâu, mặc dù con này chỉ có một củ loa và chỉ có một đường tiếng thôi anh em nhá. Đấy, công suất của con này thì sao? Công suất của con này sẽ là 30W một chiếc và trở kháng là 4 ohm. Một cặp con này sẽ là 60W và diện tích tối ưu chơi cho con này thì thường sẽ là từ 30m² trở về anh em nhá. Anh em chơi phòng rộng hơn thì cũng được, nhưng mà mình nghĩ là tối ưu là 30m² thì chơi nó sẽ hay hơn anh em ạ. Thụt hơi đây thì nó sẽ là thụt hơi phần bọc nỉ anh em nhìn này, bọc nỉ toàn bộ anh em nhé. Cái ống hơi rất là sâu. Anh em mình nếu mà tháo ra sẽ thấy cái ống hơi phát nó cắm thẳng vào đít con loa bên trên này luôn. Nói chung thụt hơi khá là dài. Bên trong nó cố tạo hình khối ma trận để cho nó đánh nó tái hiện âm bát làm sao cho tốt nhất anh em nhé. Tại vì loa toàn giải cái nhược điểm duy nhất của nó là phần bát nó hơi đuối anh em ạ. Nhưng mà với màng gỗ thì khác anh em nhé. Phần bát rất ok. Công suất cục dàn 45W, điện nguyên bản 100V. Kẹp loa hỗ trợ loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Đấy, xúc điện ao này. Kẹp anten em phụ nghe đài, được chưa anh em? Đấy. Và quan trọng nhất là cái mã này thì hiện tại bây giờ mình để cho anh em giá bao nhiêu? Hiện tại JVC S3 mình đang để cho anh em giá là chỉ có 4.800.000 anh em nhé. 4.800.000 cho mã này, được chưa anh em? Bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em. Và bây giờ mình sẽ test nhạc cho anh em luôn, anh em nhé. Test nhạc này. 4.800.000, nói chung rất xứng đáng với con này luôn anh em ạ. Chơi rất hay luôn. Trong cái tầm tiền mà dưới 5 triệu rồi anh em ạ. Và con này nó chỉ có 4.800.000 anh em nhé. Nên chơi anh em ạ. Nên thử màng gỗ. Nếu anh em nào chưa được trải nghiệm màng gỗ nên thử một bộ để biết được chất âm màng gỗ ấy nè anh em nhé. Và cuối cùng của video ngày hôm nay thì chính là con Onkyo V5 anh em ạ, đi kèm với cặp loa gọi là Onkyo V7, một cặp rất là VIP anh em nhé. Thì chi tiết về con này sẽ như thế nào? Đầu tiên về cục dàn anh em nhìn này. Những series V5 thì thường là một trong số những series hay nhất của thằng Onkyo rồi. Sẽ có 3 mã nổi tiếng là V3, V5, V7 anh em nhé.
Tiếp theo cuối cùng là V77. V77 thì sẽ không được chuộng bằng ba cái mã trước. Tại vì ba cái mã trước này nó có hay cái gì để chỉnh bát chép trực tiếp trên mặt. Bát này, chép này, super bát với cho anh em chỉnh tất trên mặt luôn. Dò đài FM trực tiếp trên mặt luôn. Và FM những cái mã này sẽ đều đủ 108 hết anh em nhé. Dò full đài Việt Nam với cho anh em. Ngoài ra chức năng con này sẽ bao gồm cái gì? Đầu tiên thì nó sẽ là đọc MD cực kỳ ngon anh em nhé. MD đọc ghi tốt. CD con này thì xin lỗi với anh em, CD để chạy mắt 213 thì sẽ rất là bền anh em ạ. Anh em mình đọc được tất tần tật các loại đĩa trên con này. Dòng này sẽ đánh 4 con sò MOSFET anh em nhé. Và anh em mình hoàn toàn đánh tốt những cặp loa bass 25cm với cục dàn này được anh em ạ. Ok chưa? Đấy. Ngoài ra thì sao ạ? Ngoài ra thì cấu hình loa này anh em nhìn nhá. Cấu hình loa con này thì nó sẽ là một trong số những cặp loa gọi là VIP của thằng Onkyo rồi anh em nhá. V7 với cái hậu rất là sâu anh em ạ. Với hậu rất là sâu cho anh em. Màu gỗ thì cái màu này nó luôn luôn sang trọng anh em ạ. Mình rất thích màu gỗ tối anh em nhá. Màu gỗ tối mình thích hơn những màu sáng. Đấy. Đây là ý kiến cá nhân của mình thôi, nhiều anh em mình sẽ thích màu sáng hơn, được chưa? Loa này sẽ được trang bị một loa bát đường kính là 12cm anh em nhé. Và dòng này 100% phải thay gân lại hết rồi anh em nhé. 100% thay gân lại hết và mình thay gân thì chất âm như zin luôn anh em ạ. Màng carbon, củ bên trong sẽ to bằng mặt này luôn cho anh em. Củ rất gấu luôn anh em ạ. Bên trên này thì sẽ là con chép dôm anh em nhé. Dòng dôm của thằng Onkyo thì không có gì phải bàn hết. Tại vì chất của nó cực kỳ ngon, thụt hơi mặt trước. Đấy. Và con này sẽ sử dụng một con phân tần rất to anh em ạ, phân tần to phải bằng con điện thoại luôn anh em ạ. Nói chung là gấu anh em nhá, cực kỳ gấu luôn. Tiếp đến phía sau đây anh em xem này, công suất con loa này sẽ là 70W và trở kháng sẽ là 5 ohm. Một cặp thì nó sẽ là 140W anh em nhá. Chơi tốt ở phòng diện tích 40m2 với anh em. Công suất của cục dàn thì là bao nhiêu? 52W điện nguyên mãn 100V và sẽ made in Japan cho anh em nhìn này. Đấy. Hỗ trợ kẹp loa sẽ phun giải trở kháng từ 4 đến 16 ohm anh em nhé. 4 đến 16 này. Kẹp anten FM phụ nghe đài, con này thì đủ giải luôn. Các cái đường kết nối lay la và con này nó sẽ có cổng optical in phục vụ giải mã 24 bit từ smart TV xuống anh em nhé. Anh em hoàn toàn yên tâm là con này giải mã chuẩn 24 bit rất hay luôn. Đấy. Và quan trọng nhất là giá con này hiện tại bây giờ bao nhiêu? Hiện tại con này thì mình đang để cho anh em giá chỉ có 2.500.000 thôi anh em nhá. 2.500.000 cho mã V5. Đấy, bảo hành trọn vẹn 1 năm cho anh em. Chất âm cực kỳ hay. Anh em nào lấy thêm cục Bluetooth thì thêm giúp mình 200.000 anh em nhá. Cục Bluetooth này thì xin lỗi anh em, Bluetooth 5.0 anh em ạ. Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Cục này là mình gọi là mình đặt Trung Quốc sản xuất anh em nhá. Nhiều anh em cứ hỏi phải cục bãi không? Không bãi đâu anh em, mình đặt Trung Quốc sản xuất và linh kiện toàn bộ là của mình đặt hết anh em nhá. Nên là mình sẽ bảo hành, tự tin bảo hành cho anh em là 1 đổi 1 trong vòng 1 năm. Lỗi là đục với anh em. Chất âm thì cực kỳ ngon. Anh em nào chơi Bluetooth bên mình sẽ biết. Rất ngon luôn anh em nhé. Rồi, test nhạc luôn cho anh em này. Anh sao hiền, người trai đi viết câu chuyện một chuyến bay đêm. Cánh bằng nhẹ mớn trên làn gió, đời ngày thơ lại nhớ lúc mình còn thơ. Nhìn trời cao mà reo, mà mơ ước như diều để níu ao hằng nga. Ngồi bên chuyến bay trời xanh như anh em thấy không, con này nghe Bluetooth mà anh em mình cảm giác như nghe CD luôn. Con này hay Sơn nhỉ, con này phải đánh tiếng rất sâu tiếng anh em nhá. Nói chung là mình nghĩ là con này là một trong số những mã mà trong tầm tiền thì gần như là bá rồi Sơn nhỉ, bá đạo đấy. Rồi, video ngày hôm nay thì mình xin phép được dừng ở đây thôi và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Chúc anh em một buổi tối thật là vui vẻ bên gia đình và xin chào anh em.